Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng tạo ngôn. Ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Tân Tùng Tòa Cởi Thiên Đáng Thượng Kiên. Hiệp chương ứng Phật Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quang Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quang Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quang Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quang Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như trì thì Quang Thế Âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát hoài thần lưng có nhượng vì đại tùy sở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên hoàng ứng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng lo văn chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân. Xưng Quang Thế Âm Bồ Tát nhân nhà thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh Quang Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quang Thế Âm Bồ Tát nhân nhà sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài thực đắc giải thoáng. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mãn trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân tề trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn.
như thiền nam tử văn đã không bố nhờ đắng ưng đường như cái tâm từng quan thế âm bồ tát chánh hiểu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh nhờ đắng nhờ xưng danh và tư hoán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn cho phá thịnh ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tinh đăng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế như hư chúng sanh đã nhâm vô thường niệm cung kinh quả thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiểu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bằng hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tử như quang độ chúng sanh ứng gì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng di bích chi phật thân đăng độ gia thân hiện bên chi phật thân nhi vì thuyết pháp mừng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp mừng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp mừng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp
thiện từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tài thiên thần đấng độ giam thân hiện đại từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đấng độ gia thân hiện thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ sa môn Môn thân nhi về thuyết pháp ưng nhi tiểu vương thân đấng độ gia tân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ưng nhi trưởng gia thân đấng độ gia tân hiền trưởng gia thân nhi về thuyết pháp ưng nhi cư sĩ thân đấng độ gia tân hiền cư sĩ thân nhi về pháp ưng di tế quang thân đắc đồ già từng hiện tế quang thân nhi về thế pháp ưng di bà la môn thân đắc đồ già từng hiện bà la môn thân nhi về thế pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni thần đặng đồ gia thân hiền tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di thắng nhi về thuyết pháp ưng di trưởng gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đặng đồ giam thần hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đặng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiện long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ gia thân dài hiền chi nhi vị thuyết pháp ưng di chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò tăng ni thì văn thế âm bồ tát thành từ như thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảng Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quan Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh Là Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tăng Thi Ngôn Nhân già thọ thơ phẩm thì trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi vô tận ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh lòng Nhi thời Phật ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng cô thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm
Phật Tát Nhị Phật Nhân Phật Phụng Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ Phật Phụng Đa Ba Phật Tháp Vô Tần Y Quang Thế Âm Bồ Tát Hữu Như Thị Từ Tài Thần Lực Vũ Ư Ta Bà Thế Giới. Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Di Kệ Vẫn Việt Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn. Kỳ Nam Vô Tận Y Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sơ Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bấn Tư Nghị Thị Đa Thiện Ưng Phân Phan Đại Thánh Tình Nguyện. Ngà vì như lửa phía vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niềm bí quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niềm bí quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ oan tặng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niềm bí quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niềm bí quan âm lần nào tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới. Niềm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quán âm lần thời tân bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quán âm lớn ưng thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới loài chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung. Niềm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm niệm. Và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cổ nào tự ăn. Nàng vì tán y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn.
thời trì địa Bồ Tát thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam đường trì thế nhãn sao đơn ba thế và thuế thế phổ môn phẩm thời chúng sung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hán đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hán đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà đại minh chân ôn án ma ni ba chi hồng 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 án ma ni ăn ma ni ba di hồng 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 ăn ma ni Hãy
ma ni ba di ông ăn 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 ma ni ba di ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Mà Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Quang, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Phiên Ngô Quấn Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh, sanh thực thì không, không tương thì sanh, thọ tương hành thân về phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh, bằng gì bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô tòm,
tường hành thơ vô nhà nhị tế thiệt thăng ý vô sa thân hương về sông pháp vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầm này chỉ vô lão tự diệt vô lòng từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật y bằng nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bằng nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương cô thiền mang nhà ba la mật đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đề yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên gia tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tấn nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lăng đê a di đi đà tỳ ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điện gia tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tỳ nam bà tỳ a di đi đà tỳ ca lăng đê tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa điện gia tham a di đà đô bà tỳ a di đà đa ta đà bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đê a di đà đa tỳ ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa ca lê ta bà hằng a di đà phật thân kim sang ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cảm mộ trưởng thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại
đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quan quan thế âm cứu cò đò sanh ai nếu ai có một niệm lành ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao trọn môn nhà đứng vào cánh Phật ấy lòng từ bi chân chẳng đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam một cành tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngài hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu có chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
tới nơi diệu dân cấm kỳ độ cho ai có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tăng thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chiên đàn hai ngàn lư nhiệt danh hương, gia du tự mẫu lượng bồ ương, hóa nội đã tan lương chí tâm kiên thương. Những chú biển thầm phương ấy nam mô Bồ Tát. Nam mô Hương Vấn Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vấn Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bá Ra Dạ Bồ Đề Thác Đoà Bà Dạ Ma Ha Tăng Đoà Bà Dạ Ma Ca
Phật Na Lăng Đà Bàm. Nam Mô Na Ra Tăng Đề Đề Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Đạo Vua Bằng A Thề Dừng Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phạn Đàn Đồng. Địa Thang Ba Lô Lô Ca Đề Ca Ra Đề Nhi Đi Ma Ha Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Đi Đà Dân. Câu Lô Kiến Mong Đô Lô Văn Xà Gia Đế Ma Ha Pha Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Ri Phật ra gia gia ra gia ra mà Phật ma ra mùng đề lên. Y hê di hê thất na ra sanh phần ra xa lời và xa pha sanh phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hô lô hê đi ta ra ta ra tân đi tô rô tô rô bồ đề Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đà Di Già Na Ra Cân Trì Địa Di Sắc Ni Na Ba Già Ma Na Ta Ba Thân Đà Già Ta Ba Ma Thân Đà Già Ta Ba Thân Đà Dựa Nghe Thân Văn Ra Già Ta Ba Na Ra Cân Trì Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tăng Na Mùng Khứ Gia Ta Bà Hàm Ta Bà Ma Ha Tăng Đà Gia Ta Bà Gia Kiết Ra Tăng Đà Gia Ta Bà Ba Đà Ma Yêu Tăng Đà Gia Ta Bà Na Ra Cấn Trì Bằng Gia Ra Gia Ta Bà Hàm Ma Bà Lợi Thắng Ya ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế thức bằng ra ya ta ba an tấn điện đồn mang đa đa bằng đa ya ta ba an tấn điện đồn mang đa ra bằng đa ya ta ba an tấn điện đồn mang đa ra bằng đa ya Bài Hàm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tao ngồm ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiêm. Nam Mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Tân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên Hiệp Chương Ngưỡng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phần Cao Vô Tận Y Bồ Tát Thiền Nam Thương
nhờ Bà Lượng Ba Thế Quang chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quang Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quang Thế Âm Bồ Tát tính thời Quang Kỳ Âm tinh nhi đăng giải thoát. Như Đề Thế Quang Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thần lưng có nhượng vì đại thì cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ những nhân xưng Quang Thế Âm Bồ Tát danh già thì chứ đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh Quang Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng Quang Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ ác nhãn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhường vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tâm đoàn hoài thức đấng giải thoát nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tận hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn câu phá thịnh ngôn nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy nhớ thì nhược hư chúng sanh đã dâm vô thương niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ
công thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quan thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ tăng hình công dường âm thân vong hoa của ý dược ơ nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế thôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi phật thân đăng độ từng hiền bên chi và thân nhi về thuê pháp ơn về thanh văn thân đăng đồ gia tấn hiền thanh văn thân nhi về thuê pháp ơn về phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuê pháp ơn về đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiền từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiền đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyên pháp ứng dị tỳ sa môn thân đăng đồ gia tấn hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyên pháp ứng dị tiểu vương thân đăng đồ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyên pháp ứng dị giá thân đăng đồ già từng hiền trương giá thân nhi vì thuyết pháp ứng dị cư sĩ thân đăng đồ già từng hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng đồ già từng hiền tế quan thân nhi vì bà la môn thân đăng đồ gia tấn hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng nhi tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đăng đồ gia tấn hiền tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nhi vì thuyết pháp ứng nhi trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia
từng hiền vô nữ thân nhi về thuyết pháp ân di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ân di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng di chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò thần ê thì vắng thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha ta từ bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý dạng cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tăng thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm như thời vàng ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quang thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phần ta nhị phần nhân phần phong thinh ca mơ ni phần nhờ phần phụng đa ba phần tha vô tần y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài tần lực du ư ta bà thế giới nhị tài vô tận nghe bồ tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đam vô tận nghe như thính quang âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiên ưng phân phan đại thánh tình nguyện ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài thôi làng đại hoa khăn niềm bi quán âm lờ hóa căn biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận xa thôi đoà niềm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bế quan âm lần hàm
làm tấn khai tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quán âm lần. Na tầm đoan đoan hoài hoãn tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quán âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngọn là xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quán âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng phố bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quan sư bố ý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Nàng vì tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đứng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni ba di
di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma
Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thần Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Thời chiều kiên ngô ứng dài không độ những thế vô ánh xa lời tư sang bắn gì không không bắn gì sang sang thờ thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xa lời tư thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bận cơ bất tình bận tăng bận giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tường hành thơ vô nha nhị tế thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông pha vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu cánh niệm bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hương cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chủ viên yên đế đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà ha nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên gia tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê gia di đi gia gia na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điên nhà tha di đi đô bà tình a di đi đa tha đam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa gia di ni gia gia na chi đa
ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa điện nhà tham a di đề đô bà thề a di đề đa ta đa ma thề a di đề đa thề ca lăng đế a di đề đa thề ca lăng đa già di ni già na di đa ca lê ta bà A-di-đà-phật thân kim sáng ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Câm Thế Gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh
trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Mò cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ai, hành theo ý chỉ của thầy bàn ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn. Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương. Ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời. Từ bi cứ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội chương tất tiêu trường. Thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo ái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cửu phẩm liên hoa vị phù màu. Hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ nguyện gì tự công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo tự quy Phật đơn nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đơn nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đơn nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiên vô nguyện đem công đức này về khắp tất cả